Chào các anh em, đây là cái bia mình bắn này. Đấy, mình có treo cái cây vào nhé, để cho các anh em biết nó là vẫn còn nguyên vẹn nhé. Đấy, không phải đến lúc lên clip lại bảo có người bảo là thay bia. Đấy, rất nhiều trò các anh em có thể vắt vẹo ra được. Đấy, nó làm như này cho nó có mặt nhé. Đấy, treo cái que ở đây này. Đấy, còn điểm bắn ở tít kia cái thùng xanh kìa. Đấy, bây giờ mình sẽ về cái điểm bắn nhé. Cái khoảng cách ở đây nó tầm khoảng độ gần 50 mét thôi. Đấy, mình test cái Ataman thì cái yêu cầu về cái độ chuẩn xa của nó ấy, vươn càng xa càng tốt. Nhưng mà đối với Ataman là một cái cây, nó gọi là cây nhỏ, rất nhỏ nhé. Nói bảo có thể nói là cây PCP nhỏ nhất trong làng PCP luôn. Đấy, thì khoảng cách 50 mét của nó là cũng là rất là ok nhá. Đây là bản trung bình nhá, chứ không phải bản dài nhá. Đây bản trung bình thôi. Bản dài thì sẽ được tầm 70 mét đấy. Đấy, còn đây là bản trung bình nhá. Đây mình sẽ test cho các anh em xem bản trung bình của Ataman. Đây là cây đỏ của mình làm nhá. Các màu khác thì mình bán hết rồi. Đây là đỏ nhá. Đây là sử dụng kính Hembecker nhá. Bây giờ mình sẽ bật kính lên nhá. Đấy, quẹo cầm. Mình sẽ đo khoảng cách cho các anh em xem. Đấy, 48,4 mét nhé. Đấy, 48,4 mét nha các anh em nhé. Tức là khoảng 50 mét đi. Cho mình xin 1 mét nhé. Đấy, đây là cây Ataman bản trung bình nhé. Nòng 24 cm. Mình sẽ gắn lên giá. À đây, mình sẽ quay cho các anh em xem cái kính nhá. Đấy, các anh em đang nhìn thấy cái kính nó quay đến đó. Các anh em có nhìn thấy cái que mình gắn ở trên không? Đấy. Vậy nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái máy quay vào giá này và sẽ quay ở cái góc độ này cho các anh em xem. Đó. Đây mình sẽ tiến hành bấm ghi hình cái máy quay Hembecker. Bắt đầu chạy dây rồi nhé các anh em nhé. Mình sẽ tiến hành vào kẹo cho bạn này. Đây băng đạn này, băng của Ataman nhé các anh em nhé. Băng Ataman băng 7 viên. Kẹo mình sử dụng ở đây là kẹo nhà mình tự sản xuất nhé. Đó. Kẹo mình tự làm nhé, anh em nào muốn mua kẹo liên hệ với mình nhé. Kẹo này là kẹo mình làm, là kẹo loại xịn đấy nhé. Rất đẹp và bắn rất chuẩn nhé. Đối với cành nòng dài 24 inch thì chơi tầm 100 trên 100m, 120, 130m là chuyện bình thường nhé. Nòng xịn là không phải nghĩ luôn nhé. Rồi, mình đã vào kẹo viên thứ nhất. Một viên.
Dạ nó ở dưới vách hai kìa, à, trên trên hai một chút kìa các anh em nhé, trên trên hai một chút nhé. Viên thứ hai cách viên thứ nhất khoảng độ 2 cm. Viên thứ ba nhìn trên cái kính helicopter này mình sẽ thấy cái viên thứ ba sẽ hơi khó khăn để xem viên thứ ba. Viên thứ ba này có vẻ như nó vào cái viên viên thứ hai thì phải. Viên thứ tư. Viên thứ tư thì tôi nhìn ở trên cái kính này có vẻ như nó vào viên thứ nhất. Viên thứ năm. Viên thứ sáu. Băng của nó có 7 viên nhé các anh em nhé. Bảy viên thôi. Dạ con đi cả. Đấy. 7 viên hết nhé các anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi đến cái chỗ địa điểm bia để kiểm tra bia nhé. Thực sự nhìn ở qua cái kính helicopter này thì có nó sẽ hơi khó khăn chút. Đấy, nhìn nó không được rõ đâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ đến tận nơi để xem kết quả nhé. Rất nhiều anh em hỏi mình về cái cây Ataman độ chuẩn tầm xa rồi nọ nọ kia kia rất lọ lọ thế trai trai đấy. Mình có thể nói luôn cây Ataman này của mình làm ấy thì là nó cũng là một sự rút kinh nghiệm rất nhiều nhá. Đây các anh nhé, các anh em xem kết quả đây 7 viên à, mức độ như thế này thì ở 50 m thì các anh em tự đánh giá có một viên ra ngoài thì tôi không biết là như thế nào đấy. Còn kết quả như này với cái nắp C2 tôi sẽ lấy cái nắp đây. Ok không các em? Ở 50 mét độ chụp như này với cây Ataman. 7 viên, một viên ao, một viên ao thì không biết như nào. Tay tôi hay như thế nào đó, tôi xin phép được đổ lỗi về yếu tố ngoại cảnh một chút. Rồi đấy là kết quả của cây Ataman ở khoảng cách 50 mét nhá. Còn ở khoảng cách 30 mét ấy, thì các anh em ạ, thì không phải nghĩ một chút nào cả. Đối với cây Ataman ở khoảng cách 30 mét thì các anh em chơi chim sẻ hoặc là chim chảo mào ấy, những cái loại nhỏ ấy, hoặc các anh em đi rừng ấy thì quá là dễ dàng. Thực sự quá là dễ dàng luôn ấy. Đối với lại cây Ataman ở khoảng cách 30 mét thì tôi nói luôn đấy là nó chỉ bằng cái vòng tay thôi chứ nó cực kỳ ok. Đấy. Tôi sẽ về đến nơi để cho các anh em gà chọi này.
cho các anh em chiêm ngưỡng lại một lần nữa cây Ataman của tôi nhá. Anh em nào muốn mua Ataman thì cứ liên hệ với tôi. Hàng Ataman thì nó cũng như những hàng khác thôi, chuyển khoản mới ráp nhá, chứ không ráp sẵn. Các em ở đây là mình sử dụng cái báng tì vai Càn Quốc nhá, và có vặn cái này để cho các anh em khi mà làm khi mà tháo ra nó sẽ dễ hơn. Đấy, vặn tay tháo ra nó sẽ dễ hơn. Đây chính là một cái bình phụ nhé các anh em nhé, bình phụ này. Đấy, các anh em có thể đưa lên đến 250 đó. Thì các anh em đi một bình phụ, một bình thì các anh em có thể bắn được 20 viên, hai bình là 40 viên, để các anh em đi chơi thoải mái. Nhưng nếu mà giả sử như các anh em có thêm một cái bình chiết tầm 0,5 lít nữa thì dùng thoải mái lắm, cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, giờ mình đang sử dụng bình chiết sang nhé. Ataman Limited Edition, đây là cây đỏ duy nhất, cây còn lại nhé. Cây này mình sản xuất từ tận tháng 5, ngày 17 tháng 5 2022. Còn đối với lại lô mới mình đang sản xuất ấy thì là của 2023 cơ. Các anh em nào cần và thích cái loại này thì liên hệ với mình, khoảng cách 50m, nắp C2. Đây mới test 50m bởi vì ở chỗ này nó gần, tôi lại không có khoảng cách 60m, 70m để thể hiện cho các anh em xem. 60m, 70m thì nó sẽ to hơn một chút, nhỉnh hơn một chút nhá. Còn đối với lại cái khoảng cách 50m như này thì chinh phục như thế này là quá dễ dàng rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Máy quay thì quá rõ ràng cho các anh em xem cái kết quả. Ở trên mình phải tắt cái máy quay đi. Rồi, mình tắt rồi đấy. Rồi chào các anh em, hẹn gặp lại clip sau.